Nhận định, dự đoán kết quả trận đấu giao hữu câu lạc bộ giữa MU với Per Glory diễn ra lúc 18:00 ngày 13 tháng 7 năm 2019. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu, link xem trực tiếp trận đấu được cập nhật ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. MU đã đến Australia du đấu trước mùa giải và huấn luyện viên Solskjaer cũng sẵn sàng trình làng đội hình đầu tiên của mình với sự kết hợp giữa những cầu thủ như Pogba, Greenwood, trong và đặc biệt là bom tấn Aaron Wan-Bissaka. Trong trận đấu đầu tiên ở xứ sở chuột túi, Man United phải đối mặt với một thử thách khó khăn khi đối thủ của họ là nhà vô địch A-League, Per Glory. Trong những trận đấu khởi động như thế này, vấn đề phong độ gần như không có ý nghĩa gì bởi lần gần nhất mà các cầu thủ MU ra sân đã cách đây gần 2 tháng. Hơn nữa trước đội bóng kém về đẳng cấp hoàn toàn, nếu các cầu thủ MU đá thật thì sẽ rất khó để đội chủ nhà có thể gây bất ngờ. Sau mùa giải thất bại toàn diện, đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ ít được trọng dụng mùa trước thể hiện, hoặc ngay kể cả những cầu thủ chính cũng phải nỗ lực hết mình nhằm giữ được vị trí của mình trong đội hình xuất phát. Đó là lý do dù thi đấu bết bát, chịu nhiều chỉ trích nhưng nhà cái vẫn tin vào MU khi để đội khách ở cửa trên với kèo chấp khá sâu. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tin rằng bầu không khí tích cực mà ông đã tạo ra tại đội bóng trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ tác động tốt tới Pogba và khiến nhà vô địch World Cup 2018 thay đổi. Bản thân Solskjaer cũng có mối quan hệ tốt với Pogba và theo dự đoán của các chuyên gia VONGDANET, Pogba sẽ ra sân từ đầu và giúp MU có chiến thắng cách biệt, qua đó tạo tiền đề tốt cho mùa giải mới.